Ngày mới Hai Xuống xin chào cô chú anh chị các bạn. Bữa nay mẹ Hai Xuống sẽ làm món khổ qua xào với trứng, thịt mình hầm với củ cải và cá cơm mình kho khô. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng xem clip nha. Phong Nhân Thọ mình của bữa nay cũng đã nở vàng rồi, hay màu cam chứ. Bữa nay mình mua xương về mình nấu với củ cà gót. Hôm qua này mình xào với trứng, còn cá cơm thì mình kho khô, ăn đơn giản. Hầm xương đây, mua củ cải không, mua củ dền không? Không, thằng đó củ cải xong rồi, thằng đó củ dền. Nước sau mình để xương vô làm cho nó mềm ra, để cà rốt vô. Để muối với hạt mềm vô luôn cho nó có. Ta ướp cá cơm kho khô, mình ướp cho nó thấm mơn hồi mình hết kho. Lấy nước màu vô, ớt, hành, cho miếng nước mắm vô. Mẹ kho khô luôn hả? Kho khô luôn. Ừ, này mẹ kho khô. Nước gia vị vô đây hết cho nó thấm rồi cái mình kho. Nước dùng miếng tỏi thơm cho nó thơm. Cũng qua luôn, rồi cái này mình xào với trứng vịt. Vịt mình có mua vịt nhà. Rồi bữa nay mình sẽ mấy trứng thôi. Thấy có 2 trứng, 3 trứng gì nữa. 3 trứng thôi. Giờ mình đi sẽ đi cây dừa, mình hái thêm cho trái dưa leo vô nữa. Mình nấu canh luôn cho nó ngọt. Leo này gai không? Nếu mình chia được mấy trái nữa. Lòng có tay vô đây hết rồi.
còn trái dưới mà còn trái dưới trái nữa kìa. Đó. Cái này trái nữa. Cái này bị ấy là bị đục rồi. Đó là trái nữa. Cái này thì con nó đục rồi. Ờ, nó đẹp. Đây trái này con thấy luôn. Đèo rồi. Này được 4 tiếng dịch luôn. Được 6 bên trái hay không? 2, 4, 6, 7 trái. Mình để vô nó canh luôn. Để nhiều leo vô cho nó ra nước ngọt thêm. Để nhiều vô xào khổ qua. Nó cũng sắp chín rồi, giờ đập trứng để vô. Ba trứng luôn. Trứng nhiều mới ngon. Còn vịt nhà. Cái tầm đỏ thấy nó vàng ghê không? Chính là mình để hành ngòi vô, mình tiêu vô luôn. Tắt bếp. Này nước tương, bỏ tương ớt luôn. Ừ, nước tương vô. Nó chính là để hành ngòi cho nữa, mình nhắc ra. Có dưa leo ngon ngọt chứ nè. Dưa leo ngon. Chúng ta mình kho cái cơm đó là xong. Cút đã dễ thấm con cá. Cứng không? Cứng rồi. Thêm tí nước cho. Này coi thì sạch vui vui. Này là kho khô. Nãy giờ mình ăn canh kho khô chứ không có kho nước. Kho nước thì bằng xài chấm dao. Này kho khô. Hành vô. Để chút xíu tiêu vô nữa là tắt bếp.
kho khô quẹt này. Kho khô luôn. Mình múc ra chỉ ăn cơm thôi. Múc cá kho ra. Này đúng là kho khô luôn, hết nước luôn, cạn nước hả? Ừ. Cái miếng tương của miếng ớt cho nó là cái chấm với khổ qua. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Cả nhà ăn cơm với hủ qua xào trứng vịt. Đơn giản. Đơn giản mà nó ngon. Còn để nốt cũng hay, hai con họng nó đau quá. Mà nó có uống. Có, uống nè. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Tới dài mà chứ không mà. Ừ. Mình có cơm kho khô. Có nước phải ăn với xài. Kho khô với canh. Kho khô mình ăn với canh. Để ăn với xài bằm đó, thì mình rau luộc chấm. Không phải gót mình dĩa nước tương nữa mà bởi nó chấm. Củ là củ cải đỏ, có người thì củ cà rốt, mà cũng nói còn củ cải trắng thì có một thứ à, không được hai tên. Xương thì nó có gân. Mình hầm nó giờ lâu lắm rồi đó. Mềm. Quay lại.
ăn ăn nãy tôi ăn tôi không ăn được. Ừ, ăn cắn được. Nhưng mà gặp cô rồi. Gặp lắm có khúc 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 cả. Không biết không? Không. Ăn miếng được mua nước miếng uống. Nó uống khỏi nhai. Nhậm nhai ăn trước không? Nó ăn lâu. Nó mất rụng hết trước nữa rồi sao ta? Nhai ở trong. Trong còn trong nó mới vậy. Nhân giả không đó, vừa dễ ăn là khó ăn đó. Gã thôi có thôi chứ ăn cũng khó ăn. Ừ, có ăn. Nhân mình đã xấu chứ răng người ta phải lớn tuổi mà răng còn nguyên không chậu á. Nghe người ta nói á. Mấy người nhà chậu ăn chậu chắc răng à. Mấy người mà già mà còn răng á. Chứ nói ông cầm bài ông cậu trong kia chín mấy tuổi gần trăm tuổi rồi mà răng cũng còn á, chết chết luôn á, ghê thiệt. Răng tốt, răng tốt. Lớn tuổi mà răng cũng còn nguyên, có cãi nguyên cái cán trước hàm trên. Quay lên trên sao kêu chỉnh chỉnh lên trên sao nó gớt không cái đẩy gãy mấy cái gần rồi đó coi thôi gần tôi gần tốt đâu phải gãy đâu, giờ bên trên nhóng nhóng lên cho quay đúng hướng cái gì nó gãy rồi chứ đúng hướng chứ mà tét cái miệng rồi không phải gãy lấy cái gần. Hôm qua xào trứng nhiều nhưng ăn như nó béo béo hơn. Là hai trứng à, trứng vô thêm trứng nữa, ba trứng luôn. Có hai trái hôm qua. Mình thấy có trứng, còn nếu mà hai trứng thì đừng thấy hôm qua nhiều. À, thấy trứng nhiều. Ăn nó béo. Cơm này mua dậy mặn, em mặn sẵn gì? Cái cơm nhà em mặn. Mình mua nhịn mặn nó ngon. Hai Sướng xin kết thúc clip này cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn video tiếp theo của Hai Sướng nha.